Bạn ơi, đây là mình trồng dâu nè nha các bạn. Dâu ở nhà mình trồng cho nên trái nó không có lớn lắm các bạn, nhưng mà ăn cũng rất là ngọt các bạn. Mùa này mình trồng nó là mùa tới mùa đông rồi nó nằm chết đó, tới mùa hè nó lên lại hết các bạn. Nhà bạn nào có trồng thì sẽ biết cái này nó rất là dễ trồng mà nó bò đầy á các bạn. Nhưng mà trồng ở dưới đất thì cái mấy cái con bà chàng, con ốc sên nó ăn hết cái trái, cho nên mình trồng ở trong cái chậu này thì mình có còn trái để ăn, mình ăn đây là mình ăn dành với nó đó các bạn. Trong này mình trồng nó rất là tốt ha các bạn, nó sắp nó có bông rồi các bạn, nó cũng sắp có trái hết rồi nè các bạn, nó phát dễ sợ các bạn, nó bò ở trên chậu không đủ mà nó bò xuống dưới đất luôn nè các bạn. Nó rất là dễ trồng, nó bò lan đầy, nhưng mà nó trồng dưới đất thì mình không có ăn được trái, tại vì mấy cái con kia nó ăn hết rồi các bạn, nên mình phải trồng ở trên chậu. Nhưng mà nó không có chịu ở trên chậu các bạn ơi, nó bò xuống đất đầy luôn rồi nè các bạn, rất là tốt nè các bạn. Nó mới vừa chuẩn bị ra bông nè các bạn, để chuẩn bị có trái nè các bạn. Mà nó núp vô nó không chịu chui ra. Đây có trái chín nè. Đây là trái dâu mình trồng nè các bạn. Đó, rất là ngọt hả các bạn. Hái ăn liền rất là ngon. Các bạn có thấy chậu này lạ không các bạn? Đây là ông xã mình tự chế nè các bạn, tại vì trồng ở dưới đất thì không có ăn được trái, cho nên ông xã mình mới nghĩ ra cách mình trồng trên chậu dày hả các bạn, vừa làm trang trí cái giường cho nhà mình mà vừa mình thấy nó phân này mình có để mình ăn nè các bạn. Mấy con kia nó bò không có tới hả các bạn. Cái trắng trắng này để mình bỏ lá vô đây rồi mình tưới nước vô mình đủ mình thầm mình làm phân organic các bạn, để cho nó ra vô cái bồn này á các bạn, để cho cái bồn này nó có thêm phân ha các bạn. Đây mình trồng trên chậu mà các bạn thấy không, trái nó nhiều hơn, mình có nhiều trái hơn để mình ăn các bạn. Còn mình trồng ở dưới mấy con bà chằn, mấy con ốc sơ nó ăn hết rồi các bạn. Đây là đây nè, nhiều quá nè. Các bạn thấy không, nhìn nó vậy nó không có tốt lắm nhưng mà nó rất là có nhiều trái. Đây nó treo lủng lẳng các bạn thấy, vừa làm đẹp cái vườn của mình mà vừa có trái để ăn nữa ha các bạn.